Theo báo hải quan, 80 đến 90% các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên thị trường là hàng fake. Cứ 100 người mua thì không quá 3 người phân biệt được đồng hồ thật giả. Gian thương đã lợi dụng điều này để lừa gạt người tiêu dùng, thậm chí qua mắt các cơ quan chức năng. Mới đây có trường hợp một chiếc đồng hồ giả có giá gần 100 triệu đồng, nhìn bên ngoài giống 90% so với hàng thật. Chỉ tới khi mở máy mới phát hiện không phải là máy chính hãng. Cái máy đó là phải chạy máy riêng của Omega cơ, nhưng mà lại là máy chạy máy của những cái hãng đồng hồ thông thường lắp sang, nhưng mà để nói là mặt mũi rồi là dây vỏ đều làm rất là tinh vi. Cứ 10 chiếc đồng hồ được đem tới đây kiểm tra thì có 4 chiếc là hàng giả. Không chỉ nhái vì kiểu dáng, màu sắc, đường nét, thậm chí nhái cả mã cốt. Cái chạy cốt thì họ chạy cốt hay chạy cốt trên cái giấy tờ. Mà giấy tờ đấy thì họ sang cái đồng hồ xịn, sang cái đồng hồ fake thì rất đơn giản. Và những cái hãng đồng hồ thời trang ấy thì là gần như mã nó đều là mã chung hết. Đó, còn chỉ có t-shirt thì mới có những cái mã riêng thôi. Và sự tồn tại của thị trường đồng hồ giả không chỉ là vì nhu cầu của nhiều người tiêu dùng là những người ham thích hàng hiệu nhưng mà chỉ muốn trả giá rất là thấp. Mà nguy hiểm hơn, nó còn là nhiều trường hợp người bán cố tình dùng đồng hồ giả mạo để mà lừa đảo là đồng hồ chính hãng bán với mức giá cao, khiến cho không ít khách hàng và các doanh nghiệp chân chính cảm thấy rất bức xúc. Một chủ cửa hàng ở Tân Bình khẳng định mình chỉ bán đồng hồ chính hãng. Thế nhưng khi chúng tôi mời lãnh đạo doanh nghiệp đồng hồ chính hãng đến ngày sau đó, thì quá trình kiểm tra là cho kết quả. Đây là cái đồng hồ này thì nó là hàng giả, không phải là hàng thật. Và trên đây thì nó có cái giá bán tương đương với hàng. Nếu mà cái này đúng là hàng chính hãng thì nó sẽ có cái tem xanh của Casio mà nó in trực tiếp lên trên này. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp trộn hàng giả với hàng chính hãng để lừa đảo người tiêu dùng. Hãng Casio cho biết, trong 2 năm qua, họ đã cắt hợp đồng với hàng chục đại lý vì có hành vi tương tự. Thế nhưng lừa đảo nhiều nhất là những trường hợp bán hàng trên mạng Internet. Khi mà mình mua đồ trên mạng thì thật sự nó đưa những cái hình ảnh là hình ảnh thật. Là khi mà mình nó đem tới cho mình là đồ là mình cầm lên là đồ hàng fake. Càng về Tết, nhu cầu mua sắm của người dân càng tăng cao. Nắm bắt được tâm lý này, các gian thương liên tục nhập đồng hồ fake, đồng hồ kém chất lượng về Việt Nam với số lượng rất lớn. Cách đây không lâu, các cơ quan chức năng đã thu giữ hàng nghìn lô sản phẩm đồng hồ giả được tuồn vào các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phần lớn đều là đồng hồ giả các thương hiệu nổi tiếng như Omega, Rolex, Tissot. Theo các chuyên gia, có một số cách để tránh mua phải hàng giả. Đồng hồ chính hãng thường có độ hoàn thiện khá cao, các chi tiết in khắc trên mặt số và dưới đáy tinh xảo, rõ nét. Họ cũng khuyên nên mua tại địa chỉ phân phối chính hãng, nên yêu cầu hóa đơn, giấy tờ đi kèm dù bạn có cần hay không. Nếu cảm thấy nghi ngờ sau khi mua, bạn có thể kiểm tra thông qua website thẩm định đồng hồ hoặc điểm bảo hành chính thức của các hãng.